Thời gian này, nhiều trường đại học đã bắt đầu cho sinh viên khóa mới nhập học tại trường. Con đường mới, cuộc sống mới với nhiều bạn trẻ, nhất là các sinh viên xa nhà gặp rất nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Các trường đại học đã tích cực hỗ trợ các tân sinh viên, giúp các em mau chóng hòa nhập với môi trường mới. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các tân sinh viên về trường nhập học, các trường đại học đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, đa dạng các hoạt động để đón tiếp các em và phụ huynh. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã thành lập hai nhóm Zalo để hướng dẫn sinh viên đăng ký xét tuyển và làm các thủ tục đăng ký nhập học trực tuyến, được xem là bước đệm giúp các em thích ứng với phương thức đào tạo theo hình thức tín chỉ ở các trường đại học, khi sinh viên được giao quyền tự chủ từ tự xây dựng thời khóa biểu, tự học. Cái không khí ngày đồ nhập học như thế này là đông vui, nhiều người, nhiều bạn bè bốn khắp miền nơi á, tụ tập ở đây. Mà em có cái giấy báo trúng tuyển nhập học đó, thường thường thì là người ta có bản mềm và bản cứng, đúng không? Thì là trường mình chỉ cần gửi mail là được rồi, nhưng mà em cứ tưởng là cần thêm bản cứng nữa. Thế là em gọi trường tư vấn rất nhiệt tình. Các trường học cũng đã có những suất học bổng khuyến khích các tân sinh viên có điểm đầu vào cao, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Riêng với một số ngành học khó tuyển hơn như địa chất, môi trường, cầu đường, nhà trường có sự quan tâm đến sinh viên những ngành học này ngay từ khi làm thủ tục nhập học, cũng như sẽ có nhiều ưu tiên trong quá trình học tập. Tuyển sinh của nhà trường năm nay thì cái chỉ tiêu có tăng lên, nhưng mà cái chất lượng đầu vào thì cũng tăng lên. Một số ngành khó tuyển, những em đã vào trường rồi á, thì chúng tôi là ngay từ đầu là đấy chăm sóc các em, hỗ trợ các em, tạo ra một cái môi trường là hết sức là thân thiện, là quan tâm ngay từ những cái lúc mà các em bước chân vào trường đấy, và chắc chắn là trong quá trình học tập cũng như là sau khi ra trường để mà kết nối. Trong những ngày nhập học, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức các buổi chia sẻ về chương trình đào tạo, phương pháp học tốt, bí quyết nâng cao các kỹ năng hữu ích như nghiên cứu, trích dẫn tài liệu, phản biện để giúp sinh viên bước đầu làm quen với môi trường đại học. Tất cả các trường đều có khu hỗ trợ để phụ huynh, sinh viên tìm nhà trọ. Đối với những trường hợp sinh viên khó khăn hoặc mà chưa có điều kiện nhập học thì cũng có thể liên hệ với các đơn vị chức năng, và cụ thể đây là phòng công tác sinh viên sẽ báo cáo ban giám hiệu để có những cái chính sách. Nhà trường cũng đã triển khai cho hội sinh viên, các em tổ chức các xây dựng cái hệ thống DKMAP. Thì đây là cái trang, đây một cái app ứng dụng mà thí sinh có thể tìm được các kênh về chỗ ở. Bước sang môi trường học tập và sinh sống mới, các tân sinh viên chắc chắn ít nhiều sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, sự hỗ trợ từ phía các nhà trường ngay từ những ngày đầu tiên sẽ giúp các tân sinh viên có thêm tự tin trên con đường mình lựa chọn để tạo dựng hành trang vững chắc cho tương lai.